Chào mừng bạn đang xem tại kênh Kiwi Truyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 249. Yêu yêu huấn luyện Chu Nguyên luyện đan, khai lò luyện đan dẫn dắt nguyên khí. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Chuyện Chu Nguyên tiếp nhận từ Bắc Diễn, hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan rất nhanh đã chuyển khắp toàn bộ thành Chư Thiên. Chuyện này dĩ nhiên là không ngoài dự liệu đã khiến cho mọi người phải bàn luận xôn xao, đa phần ý kiến là phản đối. Dù sao trong 2 năm này, biểu hiện của Từ Bắc Diễn trong quá trình luyện đan này đích thật là không tệ, bây giờ thật vất vả mới có thể bình ổn xác suất thành công, hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng đang dần dần tăng lên, hiện tại đột nhiên thay người, chẳng phải là phí công nhọc sức hay sao? Lại nói Chu Nguyên kia tuy rằng thần hồn cũng đạt tới du thần cảnh, nhưng hiển nhiên là mới vào mà thôi, mà trái lại Từ Bắc Diễn đã đắm chìm ở trong cảnh giới này nhiều năm, bàn về sức mạnh thần hồn cùng khả năng khống chế tuyệt đối là mạnh hơn Chu Nguyên. Tổng hợp những nguyên do này, cơ hồ không có bao nhiêu người xem trọng việc Chu Nguyên thay thế, nhưng việc này nghe nói là do thần nữ đại nhân tự mình quyết định, ngay cả chư vị thánh giả trấn thủ thành Chư Thiên đều không thể sửa đổi, chuyện này không khỏi làm cho không ít người ghen tị. Thần nữ đại nhân rõ ràng là hoàn mỹ như vậy, tại sao lại vì chỉ là một kẻ như Chu Nguyên mà làm ra loại chuyện này đâu? Chẳng lẽ sau khi đắm chìm vào trong tình yêu nam nữ, ngay cả thần nữ đại nhân đều không có cách nào để trở thành ngoại lệ hay sao? Nhưng vì sao, người kia không phải là mình đâu? Chỉ có điều cũng may chính là Chu Nguyên kia vẫn còn xem như là có chút thức thời, dựa theo lời hắn tuyên bố lúc đó thì nếu như trong lần luyện chế Tổ Long Đan tiếp theo, hắn không có cách nào để làm cho tỷ lệ thành đan vượt qua Từ Bắc Diễn thì sẽ tự thối vị nhượng trước. Chỉ có điều, ở trong mắt một số người thì những lời này hiển nhiên là Chu Nguyên chỉ đang tìm cho mình một con đường lui mà thôi, miễn cho đến lúc đó thật bị thất thủ, chính bản thân hắn sẽ bị mất hết mặt mũi. Gia hỏa này cũng có chút biết điều đó, chỉ là kẻ này chung quy lại vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Nếu như đã sớm dự cảm chính mình không được thì nên dứt khoát cự tuyệt, bây giờ gây ra động tĩnh bực này, đến lúc đó thất thủ, không chỉ bản thân mất mặt mũi mà sẽ còn làm cho cả danh tiếng của thần nữ đại nhân bị ảnh hưởng. Thành Chư Thiên cũng bởi vì việc này mà càng ngày càng náo nhiệt, huyền náo. Những đội ngũ ra ngoài làm nhiệm vụ trở về kia sau khi biết được việc này thì cũng không có ý định đi ra ngoài nữa. Bọn họ đều muốn tận mắt xem xét kết quả của lần luyện đan tiếp theo, bởi vì chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của bản thân bọn họ. Mà khi việc này còn đang khiến cho dư luận trong thành Chư Thiên xôn xao thì thân là người trong cuộc, dưới sự giám sát của Yêu yêu, Chu Nguyên lại bắt đầu học tập quá trình luyện chế Tổ Long Đan. Trong quá trình luyện chế Tổ Long Đan sẽ có 13 vị cường giả pháp vực cảnh từ đầu tới đuôi liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí đến làm nhiên liệu, mà nhiệm vụ chủ yếu nhất của người hiệp trợ chính là điều tiết, khống chế nguyên khí do bọn họ rót vào, sau đó theo tiết tấu ta cần có mà phát tán ra để rèn luyện chủ tài liệu tàn hồn của Tổ Long. Trong một tòa đình viện u tĩnh, Yêu yêu ưu nhã ngồi ngay ngắn trên ghế dài, thon thon như là một chú chó con lông xù nằm nhoài trên hai chân thon dài của nàng, nhàn nhã chợp mắt. Yêu yêu vừa vuốt lông nó, vừa nói với Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng trên mỏm đá xanh ở phía trước. Vậy mà cần tới 13 vị cường giả pháp vực cảnh không ngừng nghỉ cung cấp nguyên khí. Nghe được lời nói của Yêu yêu, Chu Nguyên cũng phải tặc lưỡi. Quá trình luyện chế Tổ Long Đan quả nhiên không phải là như bình thường. Chỉ tính riêng loại đội hình cung cấp nguyên khí này cũng đã quá đáng sợ rồi. Cho dù là tụ tập toàn bộ cường giả trong Thiên Uyên vực đến cũng không đủ. Chuyện này cũng không dễ dàng. Sắc mặt của Chu Nguyên ngưng trọng, nguyên khí của 13 vị cường giả pháp vực cảnh bằng bạc, mênh mông cỡ nào, muốn điều tiết, khống chế tuyệt đối là một việc cực kỳ khó khăn. Mặc dù là việc này khó khăn nhưng cũng không tính là trình tự phiền toái nhất, dù sao đây cũng không phải là đang đấu pháp, những cường giả pháp vực cảnh kia sẽ không cố ý phản kháng chàng điều tiết, cho nên chỉ cần trải qua huấn luyện, lấy thần hồn tu vi du thần cảnh của chàng hẳn là có thể làm được. Giọng nói ung dung của Yêu yêu truyền đến, loại hợp tác luyện đan này phiền toái nhất chính là phải phối hợp, thế cục trong lò đan không ngừng thay đổi, có khi chỉ trong nháy mắt là xong, cho nên người hiệp trợ cần nắm chắc mọi thứ, để có thể phân bố từng phần nguyên khí kia chuyển đến khu vực cần thiết trong thời gian chính xác nhất. Mới đầu, trong suốt thời gian gần 1 năm, Từ Bắc Diễn kia vẫn không thể nắm giữ tốt loại nhịp điệu này, làm cho quá trình luyện đan bị thất bại rất nhiều lần. Mãi về sau, hắn mới dần nắm giữ được tiết tấu, nhưng dù vậy vẫn như cũ không được tính là hoàn mỹ, cho nên xác suất thành công một mực không cao. Chu Nguyên gật đầu, trên mặt cũng lộ vẻ do dự. Chuyện này đích xác là rất phiền phức, vừa phải phân tâm điều tiết nguyên khí của 13 vị cường giả pháp vực cảnh, lại còn phải tùy thời chú ý tiết tấu luyện chế đan dược của Yêu yêu, chỉ cần hơi xảy ra một chút lầm lỗi thì sẽ lập tức ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Nhưng phía trên này cũng không có con đường tắt nào có thể đi, chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, từ từ nắm chắc tiết tấu luyện đan. Nhưng vấn đề là, hiện tại hẳn là không còn bao nhiêu thời gian, lần sau luyện chế Tổ Long Đan là lúc nào? Chu Nguyên hỏi, mỗi tháng thành Chư Thiên đều sẽ khai lò 2 lần, lần tiếp theo hẳn là vào nửa tháng sau. Sắc mặt của Chu Nguyên lập tức trở nên khó coi, Từ Bắc Diễn kia đều cần 1 năm để thích ứng, hắn chỉ có nửa tháng, chuyện này cũng quá khó khăn rồi. Nhìn thấy biểu cảm buồn khổ trên khuôn mặt của Chu Nguyên, khóe miệng của Yêu yêu hơi nhếch lên, nàng nói, Kỳ thật đối với chàng mà nói thì chuyện này ngược lại là chuyện dễ dàng giải quyết nhất. Vì cái gì? Chu Nguyên ngạc nhiên nói. Bàn tay nhỏ của Yêu Yêu chống đỡ cái cằm tuyết trắng nhọn xinh đẹp, trong con ngươi thanh lãnh kia mang theo ý cười. Bởi vì ta có thể lưu một phần thần niệm rơi vào trong thần hồn của chàng. Kể từ đó, chàng và ta liền có thể đồng thời cảm giác mọi vật, chàng đương nhiên có thể tùy tiện biết được luyện đan chương trình đã tới một bước nào, mà tiếp đó thì mình cần làm cái gì nữa. Chu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, còn có thể chơi như vậy hay sao? Đây quả thực là giống như thi mở sách rồi còn gì. Hóa ra Từ Bắc Diễn kia là gấp sách rồi thi mà hắn là mở sách rồi thi hay sao? Nàng, Chu Nguyên không nhịn được gãi đầu một cá. Hiển nhiên là Yêu Yêu sớm đã có biện pháp giải quyết chuyện phiền toái nhất trong quá trình luyện chế tổ long đan này rồi, nhưng nàng cũng không có nói, ngược lại là tùy ý để Từ Bắc Diễn kia thất bại suốt 1 năm liền. Chàng muốn hỏi vì cái gì ta không sử dụng phương pháp này với Từ Bắc Diễn kia hay sao? Yêu Yêu liếc mắt nhìn Chu Nguyên một cái, nói, tại sao ta lại muốn dùng chung cảm giác với hắn? Lời nói lạnh nhạt giống như thiếu nữ, kiêu ngạo, điêu ngoa, nhưng mà Chu Nguyên cũng hiểu được, đây là bởi vì thần tính ở trong cơ thể của Yêu Yêu đang quấy phá, thần tính làm cho tính cách của nàng càng thêm đạm mạc. Tuy rằng Yêu Yêu đáp ứng luyện chế tổ long đan, nhưng hiển nhiên là vẫn giữ thái độ có thể thành là tốt, không thành liền thôi, mà loại thần hồn tương dung lẫn nhau, dùng chung cảm giác này xem như một loại phương thức giao lưu tương đối đặc thù. Yêu Yêu sẽ nguyện ý làm như thế cùng Chu Nguyên, nhưng nàng làm sao cũng không có khả năng lựa chọn Từ Bắc Diễn kia, cho dù vì thế chẳng một cái giá lớn là luyện đan không thể tạo hiệu quả lớn nhất trong thời gian gần 1 năm kia. Chu Nguyên gật gật đầu, cười nói, đó chính là nói, hiện tại ta chỉ cần chuyên chú điều tiết, khống chế nguyên khí của 13 vị cường giả pháp vực cảnh là được rồi hay sao? Yêu Yêu gật nhẹ đầu, chợt nàng duỗi cánh tay nhỏ trắng nõn ra, đầu ngón tay chỉ vào không trung. Oanh, hư không bốn phía xung quanh Chu Nguyên lập tức xuất hiện biến hóa, chỉ thấy có 13 luồng nguyên khí bằng bạc, mênh mông giống như là dòng lũ trào lên, tựa như là những con rồng giận dữ lưu chuyển, cào thét. Trong nửa tháng này kế tiếp, chàng hãy thử lấy thần hồn điều tiết 13 luồng nguyên khí này, đến lúc nào có thể khiến cho chúng nó hoàn toàn bình lặng xuống thì hẳn là có thể xử lý nguyên khí của 13 vị cường giả pháp vực cảnh kia. Yêu Yêu tùy ý nói. Nghe Yêu Yêu nói xong, Chu Nguyên gật nhẹ đầu. Ngay sau đó giữa mi tâm của hắn có thần quang sáng chói thoáng hiện, sức mạnh thần hồn cường hãn giống như là thủy triều tuôn ra, bắt đầu tiếp xúc cùng 13 luồng nguyên khí kia. Lúc mới đầu, tình huống cũng không thuận lợi. 13 luồng nguyên khí kia cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một luồng đều tương đương với toàn bộ nguyên khí của một vị cường giả pháp vực cảnh, cho nên cho dù thần hồn của Chu Nguyên đã đột phá đến du thần cảnh thì muốn điều tiết cá 13 luồng vẫn như cũ là có vẻ hơi cố hết sức. Chỉ có điều, Chu Nguyên ngược lại cũng không nóng nảy, hắn có lòng tin ngay sau khi thích ứng thì bản thân có thể khống chế 13 luồng nguyên khí này vào bên trong tiết tấu của mình thì tự nhiên là có thể điều tiết chúng. Chỉ có điều hắn lại là đã đánh giá thấp yêu cầu tôi luyện của Yêu Yêu đối với hắn. Lần này, khi luyện chế tổ long đan, ngoài trừ việc điều tiết, khống chế 13 luồng nguyên khí của các vị cường giả pháp vực cảnh thì chàng còn cần hiệp trợ ta luyện hóa tàn hồn của tổ long, cho nên bây giờ chàng hãy chia cắt một phần thần hồn, hóa thân đi ra, cùng ta tập luyện cho quen thuộc quá trình luyện hóa này. Trên bàn tay nhỏ của Yêu Yêu có một luồng khí màu vàng đậm bốc lên, luồng khí tức kia tản ra ba động cổ lão cùng nguyên thủy, chính là một sợi tàn hồn của tổ long cực kỳ yếu ớt. Nghe được lời nói của Yêu Yêu, Chu Nguyên không nhịn được mà khiến cho khóe miệng khẽ giật giật. Khi thần hồn đột phá đến du thần cảnh thì đã có thể trực tiếp tách rời một bộ phận thần hồn, hình thành thần hồn hóa thân này có thể cùng hưởng hết thảy cảm giác với bản thể, chỉ là nếu như chia hóa thân thì không thể nghi ngờ cũng sẽ tách rời tâm thần, từ đó quấy nhiễu ảnh hưởng đến việc điều tiết các luồng nguyên khí của Chu Nguyên ở bên này, nhưng Chu Nguyên cũng biết, đây là Yêu Yêu đang khảo nghiệm mình, thế là thần quang trên mi tâm của hắn lấp lóe, một bóng người cơ hồ giống như là thực chất chậm rãi chui ra, đi 2 bước, triệt để biến thành một Chu Nguyên khác. Hai Chu Nguyên nhìn thẳng mặt nhau rồi đều cười cười, cảm giác có chút kỳ diệu. Sau đó thần hồn hóa thân đáp xuống trong thạch đình, xếp bằng ở trước mặt Yêu Yêu, bắt đầu trợ giúp Yêu Yêu luyện hóa một sợi tàn hồn của tổ long này. Mà ở một bên khác, bởi vì đã tách rời một bộ phận thần hồn, bản thể Chu Nguyên ngược lại là hơi không khống chế được các luồng nguyên khí, trong lúc nhất thời dẫn đến 13 luồng nguyên khí hỗn loạn chấn động. Cuối cùng ở trong tiếng hô lên kinh hãi của bản thể, chúng lập tức lao tới, đánh hắn cho chật vật lão ra ngoài. Trong thạch đình, thần hồn hóa thân của Chu Nguyên cũng run lên, trên thân thể có gợn sóng chập trùng, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Hắn liếc mắt nhìn bản thể chật vật, sau đó lại nhìn về phía một sợi tàn hồn của tổ long còn sót lại ở trước mặt, hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi khép lại, bắt đầu lần theo tiết tấu của Yêu Yêu, học tập cách hiệp trợ luyện hóa. Yêu Yêu hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người bên ngoài, trực tiếp nhận định muốn hắn đến hiệp trợ luyện đan. Có lẽ nàng không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng Chu Nguyên lại không muốn bởi vì hắn mà để người khác nghị luận không tốt về Yêu Yêu, cho nên hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, hoàn thành việc này. Chu Nguyên thầm nói như thế ở trong lòng. Khi Chu Nguyên bắt đầu tiến hành huấn luyện cho quá trình luyện chế Tổ Long Đan ở dưới sự giám sát của Yêu Yêu thì cùng lúc đó ở trong một tòa trang viên trên một ngọn núi phía sau thành Chư Thiên, Từ Bắc Diễn đang mặc trường sam màu xám xếp bằng ở trước cổ cầm, phong thái chắc tuyệt hiển lộ rõ, 10 ngón rơi xuống, có tiếng đàn quanh quẩn ở trong núi. Ở sau lưng hắn có hai thị nữ xinh đẹp đang đứng thẳng, đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn qua nam tử tuấn mỹ kia. Đột nhiên đầu ngón tay của Từ Bắc Diễn hơi ngừng lại, tiếng đàn lập tức bị cắt đứt. Từ Bắc Diễn mặt không thay đổi tiện tay vỗ một cái, bàn đá cùng với cổ cầm đồng thời hóa thành bột phấn. Hai người thị nữ đứng đằng sau giật mình rồi vội vàng quỳ xuống lạy. Từ Bắc Diễn cũng không để ý tới các nàng, chỉ là quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một chỗ trong thành Chư Thiên, nơi đó là chỗ Yêu Yêu hiện đang ở, mà theo tin tức gần nhất hắn có được thì Chu Nguyên cũng đang ở tại nơi này. Vừa nghĩ tới cảnh hai người ở chung, dù là Từ Bắc Diễn tu thân dưỡng tính nhiều năm, vẫn như cũ là cảm nhận được sự bực bội. Trong 2 năm này, ta cùng thần nữ phối hợp khăng khít, chính là thời điểm ăn ý, nhưng Chu Nguyên này vừa đến đã lập tức thò chân vào, để ta phí công nhọc sức, quả nhiên là khiến cho người ta oán hận. Nghĩ tới đây, trong mắt của Từ Bắc Diễn có biểu cảm tức giận hiện lên. Trong cuộc đời này hắn đã duyệt qua vô số nữ nhân, cho nên biết được với tính cách đạm mạc như vậy của thần nữ thì căn bản không vội vàng được, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Nguyên bản hết thảy mọi chuyện đều được hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng Chu Nguyên kia vừa xuất hiện đã lập tức làm rối loạn tất cả. Tuy rằng ta cũng không cho là Chu Nguyên kia thật sự có thể hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan tốt hơn ta, nhưng nếu như thần nữ có lòng thiên vị thì chưa hẳn không có khả năng gian lận. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Từ Bắc Diễn hơi trầm xuống, thân phận cùng thực lực của thần nữ đều cực kỳ phi phàm, người bên ngoài không có bản sự bực này nhưng nàng lại không nhất định, mà vừa nghĩ tới người mình ưa thích trong lòng lại hao tổn tâm cơ đối phó hắn vì một nam tử khác, Từ Bắc Diễn chính là không nhịn được nghiến răng, một loại cảm xúc tên là ghen tị xông tới. Nhưng mà chuyện càng làm cho Từ Bắc Diễn cảm thấy bất đắc dĩ hơn chính là hắn ở chỗ này ghen ghét cũng không có khả năng tạo thành trở ngại gì với hai người. Bắc Diễn, tới đây một chút. Chỉ có điều đúng vào lúc này, có một thanh âm như có như không truyền vào trong tai. Lục Liễu sư tôn. Từ Bắc Diễn giật mình, chợt thân hình khẽ động, chính là nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một gian mật thất. Ở chỗ này, hắn thấy được Lục Liễu Thánh Giả, hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện hai bóng người quen thuộc khác cũng ở chỗ này. Câu Lang sư tôn, Độc Hỏa sư tôn, các ngài như thế nào cũng tới đây vậy? Từ Bắc Diễn có chút vui sướng nói. Trong mật thất kia, ngoại trừ Lục Liễu Thánh Giả còn có hai lão giả, một người có thân hình gầy cao, mũi như ưng, ánh mắt lăng lệ lạnh lẽo, một người khác thì là mặc một thân áo bào đỏ, trong mắt giống như là có hỏa diễm bốc lên. Đây chính là hai vị sư tôn khác của Từ Bắc Diễn, Câu Lang Thánh Giả, Độc Hỏa Thánh Giả, là Lục Liễu đưa tin cho hai người chúng ta tới một chuyến, nói đồ đệ bảo bối của chúng ta bị người khi dễ. Người có mũi ưng chính là Câu Lang Thánh Giả cười hết mắt nói. Chuyện cụ thể thì chúng ta đã biết được, hành động lần này của thần nữ các hạ hoàn toàn chính xác là có chút không công bằng, con đã vất vả luyện chế Tổ Long Đan suốt 2 năm, có thể nào vô duyên vô cớ đuổi con đi cho được. Chuyện này không chỉ có không có đạo lý, cũng hoàn toàn không nể mặt ba người chúng ta. Tính tình của Độc Hỏa Thánh Giả hiển nhiên là có chút táo bạo, ông ta hừ lạnh nói. Lục Liễu Thánh Giả cười nói, người ta đường thần nữ, là thần linh đệ tam, dựa vào cái gì mà phải nể mặt ba tên nhất liên thánh giả như chúng ta đây, đừng nói chúng ta. Cho dù là ba vị cổ tôn ở chỗ này, người ta cũng sẽ không để ý đến. Câu Lang Thánh Giả nói, tiên thiên thần linh cao cao tại thượng, kể cả chúng sinh cũng không thể tin. Ai cũng không biết liệu trong tương lai vị thần linh đệ tam này có thể trở thành người như thánh thần hay không. Nếu như đến lúc đó thần linh có ác ý, mới là kiếp nạn của chư thiên ta. Độc Hỏa Thánh Giả gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Nói đến vẫn là do lão gia hỏa Thượng Uyên kia. Năm đó, kẻ này đánh cắp thần thạch thay ngén thần linh đệ tam. Nếu như dựa theo quyết định của bên phía chúng ta, lựa chọn luyện hóa thần thạch, trong nhân tộc ta chưa hẳn không thể xuất hiện thần linh chân chính, khi đó lại không cần lo lắng đến tâm tình của những kẻ dị loại này. Ba người bọn họ đều thuộc phe phái đồng ý chủ trương luyện hóa thần thạch ở trong quy khư thần điện kia, hoặc có thể là một phái đối lập với Thượng Uyên kia, nhưng Thượng Uyên đánh cắp thần thạch, đồng thời còn để thần linh đệ tam sinh ra khiến cho thế cục đã định, phe phái của bọn họ tự nhiên chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Dù sao, thần linh đệ tam đã ra đời, bọn họ cũng không thể còn muốn luyện hóa chứ. Nói như vậy sẽ chỉ triệt để chọc giận thần linh đệ tam. Đến lúc đó, ngoại trừ thánh thần thì chư thiên sẽ đối mặt với một địch nhân khác không kém gì, mà quy khư thần điện cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như thế. Lục Liễu Thánh Giả lắc đầu, nói, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì đây, vẫn là nghĩ cách giải quyết vấn đề của đồ đệ bảo bối đi. Vị trí hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan kia là do chúng ta tốn sức cố gắng mới tranh thủ được đến cho Bắc Diễn. Ở chỗ này có thể thu hoạch được nhiều Tổ Long Đan nhất. Hiện tại, Bắc Diễn chính cần những tích lũy này làm chuẩn bị cho việc trùng kích thánh giả trong tương lai. Bây giờ Tổ Long Đan trở thành thứ được truy phủng nhất trong chư thiên, bởi vì quá mức chân quý, ngay cả những thánh giả như bọn họ này đều không thể nhúng tay vào trong đó, từ đó càng khiến cho vật này khan hiếm. Lúc trước, vị trí hiệp trợ Yêu Yêu luyện chế Tổ Long Đan này bị không biết bao nhiêu du thần cảnh đến tranh đoạt, nhưng cuối cùng rơi vào trên đầu Từ Bắc Diễn. Chuyện này không chỉ là do bản thân hắn ưu tú, mà phía sau cũng có ba vị sư tôn này thi triển thủ đoạn. Nguyên Anh cảnh, Pháp Vực cảnh tụ tập ở trong thành chư thiên này có thể nói là tinh anh trong tinh anh của chư thiên, nếu như không có chút bối cảnh thì làm sao có thể đoạt được chỗ tốt. Vị trí này không thể để mất được, Câu Lang Thánh Giả thản nhiên nói. Độc Hỏa Thánh Giả nói, Chu Nguyên kia hẳn là đột phá đến du thần cảnh không lâu, thật muốn so với năng lực, tự nhiên không thể bằng được Bắc Diễn, nhưng thần nữ chính là thần linh, bản lĩnh phi phàm, thật muốn tương trợ thì cũng nhất định có thể để tiểu tử kia nhặt chút tiện nghi, cho nên nếu thần nữ dẫn đầu đánh vỡ công bằng thì cũng không thể trách chúng ta cũng chơi gian lận. Độc Hỏa Thánh Giả cười cười, sau đó giật một sợi tóc xuống tới, trên sợi tóc kia có một ngọn lửa màu lục cháy lên, nếu như nhìn kỹ lại thì có thể thấy được ở trên đó giống như là có khắc vô số đường vân cổ lão. Lục Liễu, Câu Lang hai vị thánh giả thấy thế, cũng cong ngón tay búng ra, có hai luồng khí rót vào trong sợi tóc kia, lập tức ngọn lửa màu lục trên sợi tóc tiêu tán, mà sợi tóc cũng dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tựa như là hoàn toàn biến mất trên thế gian. Độc Hỏa cầm sợi tóc vô hình trong tay, đưa cho Từ Bắc Diễn. Trong 13 vị cường giả Pháp Vực cảnh hiệp trợ luyện đan, hẳn là có người ủng hộ con, hiện tại con mời hắn lại đây, âm thầm truyền nguyên khí vào sợi tóc này, nó tự sẽ dung nhập vào trong cơ thể của người kia mà đối phương không thể phát hiện. Tóc này cũng không có những chức năng khác, nhưng ngày đó lúc luyện đan, lão phu chỉ cần dẫn động thì là có thể làm cho nguyên khí của người kia mất khống chế trong thời gian một cái chớp mắt, khi đó hẳn là sẽ có thể đảo loạn nguyên khí của 13 vị cường giả Pháp Vực cảnh. Chiêu này bí ẩn, do ba người chúng ta liên thủ, cho dù ai cũng không thể nhận ra, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy là năng lực của Chu Nguyên kia không đủ, không có cách nào để khống chế điều tiết nguyên khí của 13 vị cường giả Pháp Vực cảnh, từ đó làm cho việc luyện đan thất bại, mà lần này sau khi thất bại, hắn cũng hẳn là không còn mặt mũi nào lại muốn vị trí này. Từ Bắc Diễn nhìn qua sợi tóc vô hình trong tay Độc Hỏa Thánh Giả, dường như có chút chần chờ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Chu Nguyên kia vốn không có bản lĩnh bằng con hẳn là nên thay vào đó. Hơn nữa con phải nhớ kỹ, nếu không phải là thành thánh giả, hết thảy đều hư ảo, mà chỉ có đặt chân thánh giả mới có thể đạt được suy nghĩ trong lòng. Bây giờ con cần Tổ Long Đan, cho nên vị trí này không thể bỏ lỡ. Độc Hỏa Thánh Giả trầm giọng dạy dỗ. Nghe được lời nói của Độc Hỏa Thánh Giả, ánh mắt của Từ Bắc Diễn hơi trầm xuống, chợt hắn trịnh trọng gật đầu, cung kính đưa tay nhận lấy, xin nghe lời dạy bảo của sư tôn. Không sai, hắn làm chuyện này cũng không phải là vì tư tâm, mà là vì có thể luyện chế ra càng nhiều Tổ Long Đan, đây mới là chuyện có lợi cho chư thiên. Chu Nguyên kia muốn bằng vào quan hệ bám váy đến thay thế hắn lại là quá mức ích kỷ. Chu Nguyên, ta có tư cách đứng ở vị trí kia hơn ngươi. Ánh mắt của Từ Bắc Diễn dần tĩnh mịch lại, bất luận là vị trí hiệp trợ luyện đan kia lẫn vị trí đứng ở bên cạnh thần nữ. Thời gian nửa tháng ở trong thành chư thiên huyên náo này chớp mắt liền qua. Một ngày này, đại điện luyện đan đặc biệt náo nhiệt, ở trên quảng trường bên ngoài đại điện kia không ngừng có lưu quang thoáng hiện, lần lượt từng bóng người nổi lên, tất cả đều tản ra ba động nguyên khí cực kỳ cường đại, mỗi một người ở nơi này đều tuyệt đối có thể được coi là tinh nhuệ cao tầng của thế lực khắp nơi trong chư thiên, mà bàn về số lượng thì chỉ sợ hiện tại đã có hơn một nửa nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh trong chư thiên đều tụ tập đến trong thành chư thiên này, bởi vậy có thể thấy được bây giờ cảnh tượng trong tòa thành chư thiên này là tráng quan bậc nào, mà có thể làm đến loại lực hiệu triệu này có lẽ chư thiên chinh chiến lệnh của Quy Khư Thần Điện tính một phần, nhưng một phần khác lại là đến từ Tổ Long Đan. Nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh đã xem như là tồn tại nhất lưu, cấp độ đỉnh tiêm trong chư thiên, người có thể tu luyện tới cấp độ này không chỉ cần thiên phú, tính bền dẻo, cơ duyên cũng là thành phần không thể thiếu, nhưng càng là ở lại tại cấp độ này, người ta mới có thể cảm giác được con đường phía trước gian nan như thế nào. Đến lúc này, khổ tu chưa hẳn liền có thể làm cho người ta tiến thêm một bước, đó là bởi vì tiềm lực dùng hết, tiềm lực của một người quyết định bởi đủ các loại nhân tố, mà tiềm lực cũng quyết định thành tựu cuối cùng. Ở trong mắt rất nhiều người, có lẽ đến nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh đã xem như cường giả đỉnh cao, nhưng đối với người ở cấp độ này thì tất cả đều vẫn muốn tiếp tục leo lên, nhìn phong cảnh ở trên cao hơn nữa kia, chỉ là rất nhiều người cho dù có cố gắng cả đời thì vẫn không thể đột phá sự trói buộc của tiềm lực, cho đến khi bỏ mình, chắc hẳn tất cả đều không cam lòng. Mà Tổ Long Đan xuất hiện thì là làm cho những người đã dừng bước này nhìn thấy một tia hy vọng. Tổ Long Đan huyền diệu dị thường, lấy tàn hồn của Tổ Long làm nguyên liệu luyện chế chính, một khi nuốt luyện hóa, cho dù là nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh đều sẽ có ích lợi. Đan này thậm chí có thể tăng cường tiềm lực, làm cho người dừng bước lại lần nữa trông thấy ánh dạng đông của việc tiến lên. Từ khi Tổ Long Đan xuất hiện đến nay, xét trên phương diện tổng thể thì thực lực của cường giả nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh trong chư thiên đều có tăng lên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là đan này cũng không có bất kỳ di chứng nào, đây quả thực là thần đan trời ban, vì thế cho nên vô số nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh đều chạy theo như vịt, thậm chí cam nguyện xâm nhập hỗn độn hư không, tìm kiếm chỗ tàn hồn của Tổ Long, chém giết cùng đội ngũ thánh tộc thỉnh thoảng xuất hiện. mà người sáng tạo ra Tổ Long Đan là Yêu Yêu tức thì được tôn xưng làm thần nữ. Phải biết rằng những người có thể đạt tới nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh này đều là hạng người tâm trí kiên định, cho dù là thánh giả bình thường đều không thể làm cho bọn họ truy phủng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Tổ Long Đan này xuất hiện, đến tột cùng tạo thành ảnh hưởng to lớn cỡ nào, mà cũng chính là bởi vì lực ảnh hưởng của Tổ Long Đan mà lần luyện đan ngày hôm nay mới có thể được chú ý như thế này. Trên quảng trường bên ngoài đại điện luyện đan, từng bóng người không ngừng hiện ra, mà trong đó tự nhiên không thiếu một vài người có danh khí cực lớn, mà khi những người này xuất hiện thì đều sẽ khiến cho không ít người xôn xao bàn luận cùng những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào. Đặc biệt là khi có một tổ ba người đồng thời xuất hiện, lập tức khiến cho đông đảo nguyên anh cảnh ở đây hô lên kinh hãi, thậm chí ngay cả mấy cường giả pháp vực cảnh đều đưa ánh mắt nhìn qua. Ba người, một nam hai nữ, đều có phong thái xuất chúng. Nam tử thân thể thẳng tắp, một thân áo đen, khuôn mặt anh tuấn không có cái biểu lộ gì, một đôi con ngươi giống như vực sâu, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hai nữ tử đều có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất mỗi người mỗi vẻ. Nữ tử ở bên trái có thân thể mềm mại thon dài, bên dưới một bộ váy đỏ chính là những đường cong là lướt, dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, mắt phượng lạnh lùng, tản ra khí tức người rảnh rỗi chớ lại gần. Mà nữ từ phía bên phải thì mặc một bộ quần áo màu tím, da thịt trắng nõn giống như thổi qua liền phá, ngũ quan đẹp đẽ, nhìn qua hơi có vẻ mềm mại, nhưng mà ở chỗ sâu trong đôi mắt đẹp của nàng lại ẩn chứa quyết tâm cùng sự cứng cỏi không thua gì nam nhi. Ba người vừa xuất hiện thì đã lập tức trở thành điểm sáng hút mắt người nhìn trên quảng trường này, bởi vì ba vị này chính là tam kiệt của Hỗn Nguyên Thiên, nguyên anh cảnh có danh khí lớn nhất ở trong chư thiên bây giờ. Triệu Mục Thần, Võ Dao, Tô Ấu Vi, trong 2 năm này, ba người quật khởi cực kỳ tấn mãnh, chiến tích cũng có chút bưu hãn. Bọn họ đã từng chém giết không ít cường giả của thánh tộc trong hư không chiến trường, cho nên lúc đối mặt với bọn họ, cho dù là những cường giả pháp vực cảnh kia đều có chút coi trọng. Dù sao, tuy rằng hiện tại ba người vẫn chỉ có tu vi là nguyên anh cảnh, nhưng bọn họ đều nguyên anh cao 9 tấc, mà lấy tiềm lực bọn họ bày ra, 9 tấc này chỉ sợ cũng không phải là điểm cuối cùng, ai cũng không nói chắc được. Tương lai lúc bọn họ thật sự mở pháp vực thì nguyên anh sẽ đạt tới loại trình độ nào? Nếu như có thể đạt tới 9 tấc 5 thì e rằng là những cường giả pháp vực cảnh như bọn họ đều chỉ có thể đỏ mắt ghen ghét, bởi vì loại nội tình cùng tiềm lực ở trình độ kia đã có hy vọng trùng kích thánh giả rồi. Chớ xem thường một tia hy vọng mỏng manh này, bởi vì có lẽ đây chính là đường giới tuyến sâu không thấy đáy, ngăn cách giữa người cùng thánh đó. Gia hỏa này mất tích 2 năm, giờ cuối cùng là đã lộ diện. Triệu Mục Thần không để ý đến ánh mắt của những người khác kia, hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Chỉ có điều không biết khi đã mất đi 2 năm này, hắn còn có thể theo kịp cước bộ của chúng ta hay không? Nếu như không theo kịp, vậy cũng không thể trách ta lấy mạnh lấn yếu, báo mối thù xưa. Ở một bên, Tô Ấu Vi nhìn hắn một cái, thanh âm êm ái nhàn nhạt vang lên. Ban đầu, lúc ngươi thua ở trong tay điện hạ cũng không phải là có tu vi mạnh hơn điện hạ hay sao? Nghe thấy câu nói này của Tô Ấu Vi, nụ cười lạnh trên mặt của Triệu Mục Thần lập tức trì trệ. Ban đầu, lúc ở đại hội giao lưu giữa cửu vực kia, thật sự là tu vi của hắn mạnh hơn Chu Nguyên. Vừa mới bắt đầu hắn thậm chí còn không có coi người sau là đối thủ tiềm ẩn, nhưng ai cũng không ngờ, cuối cùng hắn lại sẽ thua ở trong tay đối phương. Bây giờ nghĩ đến, quả nhiên là sỉ nhục. Hắn trầm mặc một chút, quyết định trước nhảy qua cái đề tài này, nói. Gia hỏa này thật đúng là có thể dày vò, biến mất suốt 2 năm, vừa thò đầu ra tới đã làm ra chuyện náo động như thế này rồi. Tổ Long Đan này có quan hệ đến lợi ích của tất cả nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh trong thành chư thiên, vậy mà gia hỏa này cũng dám nhúng tay, cũng không sợ làm lật thuyền hay sao? Tô Ấu Phi bình tĩnh nói tiếp. Điện hạ không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, nếu huynh ấy đã tiếp nhận, tất nhiên là có nắm chắc làm càng tốt hơn Từ Bắc Diễn. Triệu Mục Thần cười lạnh một tiếng, cô thật sự là người hâm mộ não tàn, ở trong thành chư thiên, danh khí của Từ Bắc Diễn tuyệt đối xem như là đứng hàng đầu. Trong 2 năm này, quá trình luyện chế Tổ Long Đan cũng có một bộ phận công lao của đối phương, cho nên ngay cả người kiêu ngạo như Triệu Mục Thần vậy cũng không dám khinh thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Ấu Vi này đơn giản chính là người ủng hộ não tàn của Chu Nguyên, rõ ràng ngày bình thường, nữ nhân này cũng cực kỳ khó đối phó, chỉ khi nào gặp phải chuyện có liên quan đến Chu Nguyên thì cũng triệt để biến thành choáng váng. Tô Ấu Vi cũng không thèm để ý đến lời trào phúng của Triệu Mục Thần, ngược lại là nghiêm túc nói, vậy ngươi nguyện ý đánh cược với ta hay không? Liền cược 1 viên Tổ Long Đan. Nghe thấy câu nói này của Tô Ấu Vi, ánh mắt của Triệu Mục Thần lóe lên một cái, rõ ràng hắn có chút động tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế xuống dưới, bởi vì đã tự thân đối đầu với quái thai Chu Nguyên kia cho nên thật sự là hắn có chút đắn đo khó định. Dù sao mấy chuyện lật bàn này đối phương cũng đã làm không ít. Được rồi, không cần thiết tranh miệng lưỡi cùng nữ nhân này. Thế là Triệu Mục Thần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Tổ Long Đan quá mức chân quý, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra làm tiền đặt cược. Hơn nữa, trong 2 năm gần đây, hắn miễn cưỡng xem như thành công tổ đội với Tô Ấu Vi, Võ Dao. Mặc dù không nói được tín nhiệm lẫn nhau, trong thực tế cũng có rất nhiều tính toán, nhưng ở dưới tình huống lợi ích giống nhau, bọn họ còn có thể liên thủ. Mà chính là bởi vì có loại đồng đội đáng tin cậy này, ở trong 2 năm này, ba người mới có thể xông ra danh khí. Hắn cũng không có ý định trở mặt cùng Tô Ấu Vi bởi vì những nguyên nhân nhỏ bé này. Lúc hai người nói chuyện, ở một bên, Võ Dao cũng không tham dự, đôi mắt phượng của nàng chỉ là lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đại điện luyện đan, trong đầu xẹt qua khuôn mặt quen thuộc kia, chợt nàng hơi cúi đầu xuống, mặc dù cũng không quá lý trí, nhưng kỳ thật trong lòng của nàng lại có chút đồng ý với Tô Ấu Vi, người kia sẽ không đơn giản liền bị bỏ rơi đi như vậy, chỉ có điều về phần Chu Nguyên lần này tham dự luyện chế Tổ Long Đan là có thể so sánh được với Từ Bắc Diễn kia hay không thì ý nghĩ của Võ Dao là xen vào ở giữa Tô Ấu Vi Triệu Mục Thần, nàng không mù quáng tin tưởng Chu Nguyên, nhưng cũng rõ ràng những chiến tích chói lọi mà người sau sáng tạo, cho nên khi kết quả chưa xuất hiện thì nàng cảm thấy an tĩnh quan sát là đủ rồi. Oanh! Mà đúng lúc này, đại điện luyện đan ở phía trước kia đột nhiên phát ra tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy cửa điện vốn đóng chặt chậm rãi mở ra, có đan hương nồng đậm từ trong đó lan tràn ra. Đại điện luyện đan rốt cục đã mở ra. Ông, cửa điện nặng nề chậm rãi mở ra, cái đỉnh lô 7 màu to lớn ở trong đó kia cũng khắc sâu vào trong mắt của tất cả mọi người ở đây. Nhìn qua cái đỉnh lô 7 màu kia, trong ánh mắt của vô số cường giả ở đây cũng lộ ra biểu cảm lạ thường, bởi vì đỉnh này cũng không phải là vật tầm thường, kỳ danh là Thất Thải Luyện Thiên Đỉnh, chính là thánh vật cấp bậc song liên hàng thật giá thật. Vật này không chỉ có thể dùng để luyện đan, đồng dạng là có thể dùng đến ngăn địch. Nếu như thu người vào trong đó thì kể cả có là thánh giả phổ thông, chỉ sợ dù không chết cũng phải bị lột mất một lớp da, mà thánh giả phía dưới thì e rằng sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Sau khi đại điện luyện đan mở ra, chỉ thấy hư không phía trên đại điện có chút vặn vẹo, tiếp theo có mấy thân hình tản ra khí thế uy nghiêm, mạnh mẽ nổi lên, rõ ràng là mấy vị thánh giả tọa trấn thành chư thiên, mà Thương Uyên tự nhiên cũng đứng trong đó. Nhưng chuyện làm cho không ít người ở đây cảm thấy kinh ngạc chính là bọn họ còn nhìn thấy hai vị thánh giả xa lạ, nhưng người ở đây đều có bối cảnh không đơn giản cho nên rất nhanh đã biết được, hai vị thánh giả kia thế mà chính là hai vị sư tôn khác Từ Bắc Diễn. Chuyện này lập tức khiến cho không ít người cảm thấy hứng thú, chú tâm xem náo nhiệt. Hiển nhiên là hai vị sư tôn khác của hắn cũng nhận được tin tức Từ Bắc Diễn bị mất vị trí, sau đó chạy đến thành chư thiên làm chỗ dựa cho hắn. Tuy rằng ba vị sư tôn này của hắn cũng chỉ là thánh giả nhất liên nhưng lại quen biết đã lâu, khi ba người hợp lực, cho dù là đối mặt với thánh giả song liên như Thương Uyên chỉ sợ cũng không hề e ngại. Không ít người đều cảm giác lần luyện đan hôm nay sẽ cực kỳ náo nhiệt. Sau khi chư vị thánh giả ra sân, chỉ thấy ở một bên khác của quảng trường có chút bạo động truyền đến, mọi người đưa ánh mắt nhìn qua, chính là thấy được Từ Bắc Diễn kia chậm rãi đi đến. Không thể không nói, hình tượng bên ngoài của Từ Bắc Diễn này không tệ, bộ dáng tuấn mỹ, trạng thái phi phàm, trên đoạn đường hắn đi đến này, không thiếu cường giả pháp vực cảnh chào hỏi cùng hắn, nhìn qua thanh thế, nhân mạch đều cực mạnh mẽ. Hắn vừa đến trên quảng trường, liền lập tức trở thành chỗ tiêu điểm. Từ huynh, việc luyện chế Tổ Long Đan này thật đúng là không thể thiếu huynh hiệp trợ đâu, phân Tổ Long Đan của chúng ta đều trông cậy vào huynh đó. Đúng vậy, Từ huynh yên tâm đi, sau ngày hôm nay, chỉ sợ vị trí kia vẫn là thuộc về huynh thôi. Chu Nguyên kia tuy rằng có tiềm lực, nhưng hỏa hầu còn thấp, có lẽ đợi sau khi thử hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan thì kẻ này sẽ hiểu được khó khăn trong đó. Lúc kia hắn nếu như thức thời thì nên nhường lại vị trí kia cho người có đức có tài. Chung quanh không ít người biểu đạt thiện ý với Từ Bắc Diễn, dù sao người sau không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng có bối cảnh cường đại. Trước đây, khi hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan, đối phương cũng lợi dụng cơ hội giao hảo với rất nhiều người, cho nên dù là ở trong thành chư thiên, nơi cường giả đỉnh cao tụ tập này, Từ Bắc Diễn đều tuyệt đối được coi là một trong người chói mắt nhất. Đối mặt với những lời này, trên mặt Từ Bắc Diễn thì vẫn giữ nụ cười tươi làm cho người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp thổi tới, hắn khách khí đón nhận. Thái độ khiêm tốn kia càng làm cho người ta sinh lòng hào cảm. Sau khi ứng phó mọi người, Từ Bắc Diễn mới đưa ánh mắt nhìn về phía đại điện luyện đan kia, trong hai mắt thâm thúy có từng tia dị quang thoáng hiện, mà khi bầu không khí trên quảng trường càng ngày càng nóng bỏng thì đằng sau cánh cửa của đại điện luyện đan kia có hai bóng người chậm rãi dạo bước đi ra. Hai người này xuất hiện thì là triệt để đốt lên bầu không khí trong quảng trường. Thần nữ đại nhân, rốt cục lại được nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế của thần nữ đại nhân. Nhìn qua bóng hình xinh đẹp, tuyệt mỹ trong hai bóng người kia, ánh mắt của không ít người ở đây đều trở nên cuồng nhiệt. Trong 2 năm qua, danh vọng của Yêu Yêu ở trong thành chư thiên này có thể nói là đạt đến đỉnh điểm, mà khi những ánh mắt cuồng nhiệt kia nhìn qua Yêu Yêu thì cũng không khỏi lướt qua thân hình người thanh niên ở bên cạnh kia, biểu cảm trong ánh mắt lúc kia đặc biệt phức tạp, có hiếu kỳ, có ghen ghét, còn có cả khinh thường. Chỉ có điều chuyện này cũng bình thường, trong 2 năm này, chưa bao giờ có người thật sự có thể tiếp cận Yêu Yêu. Tính cách thanh lãnh đến gần như hờ hững kia của nàng khiến cho dù là mấy vị thánh giả trấn thủ trong thành chư thiên cũng không tiện liên hệ cùng nàng. Nhưng hôm nay Chu Nguyên này vừa xuất hiện, chính là lập tức thể hiện ra quan hệ không giống bình thường của hai người, thật sự là khiến cho người ta phải ước ao, ghen tị. Yêu Yêu dường như không để ý đến rất nhiều ánh mắt nóng bỏng kia, nàng chỉ là hơi gật đầu đối với Chu Nguyên, sau đó liền chậm rãi leo lên chỗ chủ vị của nàng, tòa đài cao làm bằng ngọc trắng kia. Và lúc này, Chu Nguyên cũng đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng, Khi cảm nhận được từng luồng ba động nguyên khí cường hãn ở dưới quảng trường kia thì hắn tắc lưỡi không thôi. Hiện tại, thành chư thiên này có thể nói là đã tụ tập gần một nửa nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh trong chư thiên. Nếu như nơi này bị cường giả của thánh tộc đánh tới thì chỉ sợ sẽ có vô số thiên tài vẫn lạc, chư thiên sẽ thật nguyên khí đại thương. Nhưng cũng may chính là thành chư thiên không chỉ có thánh giả trấn thủ, hơn nữa còn ngăn cách hết thảy cảm giác ẩn nấp ở giữa hỗn độn, cho dù là thánh tộc cũng khó có thể thôi diễn ra đúng phương vị của chỗ này. Đúng lúc này, khi đưa ánh mắt nhìn đến một khu vực hơi nổi bật ở trên quảng trường, Chu Nguyên chợt sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy thân hình của Võ Dao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần. Tô Ấu Vi thì là mỉm cười, đón lấy ánh mắt của hắn, trong đôi mắt đẹp uyển chuyển kia mang theo thần sắc cổ vũ cùng ủng hộ. Võ Dao lại chỉ là vừa chạm vào đã lập tức thu hồi, duy trì sự kiêu ngạo, tựa như là phượng hoàng. Còn trong ánh mắt của Triệu Mục Thần thì ẩn chứa biểu cảm khiêu khích. Chu Nguyên cười thu hồi ánh mắt, nhìn qua thì ba người lúc này hẳn là đã tạo thành một tiểu đội. Chuyện này thật là có chút ý tứ. Dù sao ban đầu, ở đại hội giao lưu giữa cửu vực kia, Triệu Mục Thần còn muốn nuốt khí vận của Võ Dao, Tô Ấu Vi, cừu hận của ba bên có thể nói là không nhỏ, nhưng hiện tại, ba người vẫn có thể tạo thành đội ngũ, từ đó có thể thấy được giao phong cùng thánh tộc ở trong hư không chiến trường này đến tột cùng là nguy hiểm bực nào, ngay cả người kiêu ngạo như ba người này đều không thể không thỏa hiệp với nhau. Lắc không nghĩ đến những chuyện không đầu này nữa, thân hình khẽ động, Chu Nguyên nhanh chóng xuất hiện ở trên một bệ đá bên phải phía dưới cạnh Yêu Yêu, liếc mắt nhìn qua, Chu Nguyên chỉ thấy ở chung quanh đan lô bảy màu kia có 13 bóng người ngồi xếp bằng, từ trong cơ thể của bọn họ có nguyên khí mênh mông phun trào, khiến cho hư không đều có chút vặn vẹo. Đây chính là 13 vị cường giả pháp vực cảnh cung cấp nguyên khí cho quá trình luyện đan. Mà lúc này, 13 vị cường giả pháp vực cảnh kia cũng đang quan sát Chu Nguyên. Từ trong ánh mắt kia, Chu Nguyên có thể phát hiện được sự chất vấn nồng đậm, hiển nhiên là chuyện hắn đến thay thế Từ Bắc Diễn khiến cho rất nhiều người trong thành chư thiên dị nghị. Đối mặt với những ánh mắt chất vấn kia, biểu cảm trên mặt của Chu Nguyên ngược lại là không có cái gì thay đổi, hắn biết đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Dù sao thì trước đó Từ Bắc Diễn làm cũng coi là không tệ, mà hắn đột nhiên nhảy dù đến thay thế người trước, đương nhiên không thể lại làm cho người ta vui vẻ được. Chỉ có điều, biểu cảm chất vấn này chủ yếu vẫn là xây dựng ở trên phương diện lo lắng cho lợi ích của bản thân, chỉ cần hắn có thể chứng minh bản lĩnh của chính mình, hết thảy chất vấn đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc kia, ngoại trừ Từ Bắc Diễn kia hoặc là người có quan hệ mật thiết với đối phương thì sẽ không còn người nào có ý kiến đối với việc hắn chiếm cứ vị trí này nữa. Sau khi nghĩ xong hết thảy, Chu Nguyên bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, mặt không gợn sóng. Mà lúc này, ở phía trên đại điện, trừ vị thánh giả lấy Thượng Uyên cầm đầu cũng ngồi xếp bằng xuống, có nguyên khí hóa thành hoa sen ở dưới thân thể của bọn họ. Lục Liễu thánh giả hờ hững nhìn qua cảnh tượng trong đại điện luyện đan rồi đột nhiên quay sang Thượng Uyên cười nhạt nói: "Thượng Uyên đại tôn, năm đó ngươi đánh cắp thần thạch, cũng coi là bảo hộ thần nhiều năm, nhưng hôm nay người khác tựa hồ cũng không nhận phần thể diện này đâu." Thần tính dần dần khôi phục, dẫn đến tình cảm của Yêu Yêu dần trở nên đạm mạc, đồng thời cũng bắt đầu xa cách với Thượng Uyên. Hiển nhiên là chuyện này cũng không phải là bí ẩn gì đối với thánh giả, mà bây giờ Lục Liễu đột nhiên nói lời ấy, rõ ràng là muốn cho Thượng Uyên cảm thấy không thoải mái. Thượng Uyên hờ hững nhìn Lục Liễu thánh giả một chút, lại nhìn Câu Lang cùng Độc Hỏa một cái rồi bình tĩnh nói: "Chuyện lão phu làm đều vì chư thiên, vậy ngươi biết rõ luyện chế Tổ Long Đan đặc biệt trọng yếu, vì sao còn muốn cho đệ tử này của ngươi đến phá hư?" Độc Hỏa thánh giả nói. Thượng Uyên chăm chú nhìn chăm chăm vào thân hình của Chu Nguyên rồi tiếp tục thản nhiên nói: "Bởi vì Chu Nguyên sẽ làm được càng tốt hơn." Nghe được lời nói của Thượng Uyên, cả ba người Lục Liễu đều cười lạnh một tiếng. Vậy bọn ta ngược lại là muốn rửa mắt mong đợi. Đối mặt với những lời đối chọi gay gắt của hai phe này, những thánh giả khác thì là lựa chọn trung lập. Dù sao, nhân vật chính trong chuyện hôm nay là đệ tử của hai bên, thân là sư tôn, bọn họ tự nhiên là không có khả năng không có tranh cãi. Thượng Uyên không nói nhiều với ba người này nữa, tay áo vung lên, có âm thanh quanh quẩn, mọi việc đều đã chuẩn bị xong, khai lò luyện đan. Oanh! Khi thanh âm hùng hồn của Thượng Uyên vừa dứt, vô số phù văn cổ xưa ở trên mặt ngoài đan lô bảy màu trong đại điện luyện đan kia cũng phát sáng óng ánh. Những phù văn này tựa như là sống lại vậy, chậm rãi du động giống như cá bơi. Từ trong lò đan, một luồng sóng ba động mênh mông đến mức không có cách nào để hình dung lan tràn ra. Nó mạnh mẽ đến mức làm cho ngay cả 13 vị cường giả pháp vực cảnh đang ngồi xếp bằng ở phụ cận đều cảm giác được thân thể có chút trầm xuống, tựa như là nhận lấy áp chế. Trong mắt của bọn họ có chút cảm thán, đây chính là uy năng của thánh vật song liên. Ở giữa chư thiên này, thánh vật chính là binh khí cường đại nhất, đừng nói là những pháp vực cảnh như bọn họ, cho dù là thánh giả chân chính cũng không dám khinh thường. Nếu như một vị thánh giả nhất liên có thể lấy được thánh vật song liên thì thậm chí có thể chiến đấu với thánh giả song liên mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tay vị thánh giả song liên này không có thánh vật, chỉ có điều, phần lớn thánh vật đều ở trong tay thánh giả, mà cho dù có thể chảy tới trong tay pháp vực cảnh thì cũng chỉ là loại thánh vật chưa có ngưng tụ ấn sen kia mà thôi. Ấn sen này chính là ấn ký sinh ra khi thánh vật được quẩn dưỡng ở trong cơ thể của thánh giả một thời gian dài. Thánh vật có được loại ấn ký này sẽ có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ hơn loại thánh vật không ngưng tụ ấn sen kia, hai bên hoàn toàn không phải là có thể so sánh. Răng rắc răng rắc, ngay sau khi đan lô bảy màu mở ra, chỉ thấy nắp đỉnh kia cũng chậm rãi phân liệt ra đến, đưa ánh mắt nhìn qua, trong đỉnh kia trời quang mây tạnh, hơi có vẻ thần bí. Ngoài đại điện, mọi ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ nhìn qua, bọn họ biết được, ngay sau khi đan lô mở ra, lần luyện đan này sẽ chính thức bắt đầu. Mà ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người kia, Yêu Yêu ưu nhã ngồi xếp bằng, nàng lấy từ trong tay áo ra một bình đất có chút thô ráp, tựa như là tùy ý tạo thành, nhưng khi nàng lấy chiếc bình này ra thì mọi ánh mắt ở đây đều không nhịn được nhìn qua. Bình này tên là Tịnh Nê Bình, là một món thánh vật song liên. Đây là thánh vật do Quy Khư Thần Điện lấy ra, có thể tịnh hóa vạn vật, vừa vặn cho Yêu Yêu dùng để áp chế cùng tịnh hóa tạp chất trong tàn hồn của Tổ Long. Loại tạp chất này cũng không phải là có nguồn gốc từ Tổ Long, mà là bởi vì vật chất ẩn chứa tàn hồn của Tổ Long tồn tại ở trong thiên địa quá lâu, nhận lấy đủ loại sức mạnh ăn mòn cùng ký sinh, mà sức mạnh của Tịnh Nê Bình vừa vặn giúp vật chất này quay lại bản nguyên. Mà vì luyện chế Tổ Long Đan, Quy Khư Thần Điện lấy ra hai món thánh vật song liên, từ đó có thể thấy được bọn họ coi trọng chuyện này cỡ nào. Yêu Yêu nhấc cánh tay ngọc lên, miệng Tịnh Nê Bình hướng xuống, sau một khắc, dường như có tiếng long ngâm trầm thấp cổ lão mà nguyên thủy như có như không quanh quẩn ở trong thiên địa này, khiến cho hỗn độn hư không cũng phải hơi chấn động. Chỉ thấy có một luồng khí lưu thần bí từ miệng bình chảy ra đến, cuối cùng từng tia từng sợi như sương khói tràn vào đến trong đỉnh lô bảy màu, bốc cháy. Và lúc này, giọng nói thanh lãnh như dòng suối trên núi cao kia của Yêu Yêu vang lên. Nghe thấy hiệu lệnh, biểu cảm trên mặt của 13 vị cường giả pháp vực cảnh đang ngồi xếp bằng ở bốn phía xung quanh đan lô đều trở nên nghiêm nghị. Bọn họ nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ngưng thần tĩnh khí. Sau một khắc, có nguyên khí mênh mông giống như là dòng lũ trào lên. Nguyên khí của 13 vị cường giả pháp vực cảnh là mênh mông, bằng bạc bực nào, nó vừa xuất hiện đã khiến cho không gian bốn phía không ngừng băng liệt, mà những luồng nguyên khí này cũng nhanh chóng thông qua miệng lò, chui vào trong đan lô bảy màu, cuối cùng khiến cho đan lô bắt đầu phát ra chấn động vù vù nhẹ nhẹ, khống hỏa. Yêu Yêu liếc mắt nhìn Chu Nguyên một cái rồi thản nhiên ra lệnh, và lúc này, giọng nói thanh lãnh mới có một tia nhiệt độ, chuyện này không khỏi làm cho 13 vị cường giả pháp vực cảnh kia cảm thấy có chút ghen tuông, nếu như khi nói chuyện với bọn họ, thân nữ đại nhân cũng có thể ngọt ngào, ôn nhu như vậy thì... Mà lúc trong lòng 13 vị cường giả pháp vực cảnh kia còn đang cảm thấy phiền muộn thì sắc mặt của Chu Nguyên cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn biết chuyện phiền phức nhất trong quá trình luyện đan này đối với hắn rốt cuộc đã đến. Tuy rằng trong nửa tháng trước đó, ở dưới sự dạy dỗ của Yêu Yêu, hắn cũng đã khá quen thuộc đối với trình tự này, chỉ có điều huấn luyện là huấn luyện, chân chính lúc ra sân khó tránh khỏi vẫn sẽ có điểm khẩn trương. Chỉ có điều Chu Nguyên tốt xấu cũng coi là người thân kinh bách chiến, hắn rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, cảm xúc cũng trở nên bình thản lại. Không có chút ba động nào, hắn khép hờ hai mắt, giữa mi tâm có ánh sáng thần hồn chói mắt đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, sức mạnh thần hồn như gió bão bộc phát, lập tức tràn vào đến trong đỉnh lô bảy màu. Vị trí sức mạnh thần hồn của Chu Nguyên tiến vào đúng là chỗ nguyên khí của 13 vị cường giả pháp vực cảnh hội tụ. Khi sức mạnh thần hồn vọt tới, hai bên nhanh chóng phát sinh tiếp xúc, mà cơ hồ là trước tiên, sức mạnh thần hồn của Chu Nguyên liền suýt nữa bị 13 luồng nguyên khí phân biệt rõ ràng, nhưng lại cực kỳ bằng bạc, mênh mông kia trùng kích tản ra. Dù sao, đây là 13 vị cường giả pháp vực cảnh hợp lực, soạt, chuyện sức mạnh thần hồn của Chu Nguyên tán loạn kia cũng trong nháy mắt bị vô số cường giả trên quảng trường trước đại điện luyện đan phát hiện, lúc này liền có lời bàn luận xôn xao bộc phát, gia hỏa này chẳng lẽ còn thật là một cái ngân thương đầu ngọn nến, trông thì ngon mà không dùng được hay sao? Từ huynh, xem ra trọng trách này vẫn là trừ ngài ra thì không còn có thể là ai khác. Ở bên cạnh Từ Bắc Diễn, có cường giả pháp vực cảnh không nhịn được nói, lúc trước, trong lần thứ nhất hiệp trợ luyện đan, mặc dù Từ Bắc Diễn cũng coi là sai lầm trồng chất, nhưng tóm lại là không có chuyện sức mạnh thần hồn vừa tiếp xúc với nguyên khí đã bị phá tan khó coi giống như Chu Nguyên này. Video tập 249 bộ truyện Nguyên Tôn kết thúc ở đây nhé. Tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ Kiwi Truyện.